sợ vãi. Tìm luôn, tìm luôn, tìm luôn. Oh my god, má mình giật cả mình. Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình chơi game Endubara City. Ok, cái ngón tay này hay mà. Ok, nếu các bạn nào chưa biết thì chưa biết game này là gì thì mời các bạn xem lại phần 1. Và bây giờ mình chơi lại game này. Vậy trong lúc mình sáng lại mình làm tập tiếp theo, nhưng mà do là rồi mình quên mất cách sử dụng đâu rồi, mình không chơi game này cho nên là mình quên mất và nó chơi như thế nào rồi. Ok, bình tĩnh nào em, để anh làm sao để bật cái inventory lên nhỉ. À đây rồi, đây rồi. Ok, mình sẽ quay trở lại. Các bạn nhớ coi phần 1 nhé. Nếu các bạn chưa, đây là phần 2 đấy. À, nói chung là con game này bạn trong vai một thanh niên, đấy, một tay cụt chân vì con virus. Đây là con virus, đây nó sẽ từ từ bò lên não mình đấy, bò đấy. Thì nó đến được cái não ngon ngọt này là mình sẽ chết. Để thế thôi. Rồi. Cũng lâu quá rồi mình không chơi con game này nên giờ nhiều cái thứ mình cũng quên rồi. Không nhớ game này thế nào nữa. Cũng không nhớ mình đang chơi đến tận đâu nữa. Bởi vì mình bận chơi Psycho Nosutoka quá nên giờ mình quên bà hết rồi nha. Cái súng shotgun của mày. Lâu quá không chơi nên mình có hơi ngáo các bạn nghe. Thay mình phải thay đạn từng cũng mất viên rồi. Thay đạn như thế này thì các bạn à, không phải là có chuột mẹ mày. Rồi, ngoài đây. Lợn kìa. Con lợn này, mình ghét nhất cái lũ chuột đó. Chạy nhanh quá, nhanh luôn. Rồi chạy nhanh mà nó còn khó chịu nữa cơ. Thấy không? Nó cắn phát này, mình bay mất nửa cây rồi nè. Dậy. Ô, bác xin. Áo này. Đây con lợn. À, biết mẹ đây mà. Biết mẹ đây. Còn cái đầu này đây coi. Mày hả bữa ấy. Chịu chùa. Lọc súng, cầm đây trước đây, cái đạn nữa. Ôi dồi ôi, ba con, ba phát, tuyệt vời, con mặt trời luôn. À, tay thiện xạ số 1 ở đây chứ đâu. Nhưng mà mất cúc máu ghê vậy đại. Má, mỗi con cắn phát. Khốn nạn. Đây, có vaccine đây luôn. Có bộ game này nó còn chuẩn bị đầy đủ cho mình đấy chứ. Không, mà chứ. Đi đâu ta? Không biết mình đang đi đâu nữa. Thôi, nó mù. Đây là đâu đây? Oh my god! Cho mày đi sụp cân này. Ôi dồi ôi, anh ơi, hết hồn. Hết hồn à. Sụp cân mình nhiều nên là cũng không lo lắng về việc hết lại hết cân lắm. Cái kia còn cơ. Oh my god. Không biết game này có boss không nhỉ? Qua màng rồi, chỗ đó qua màng. Ok. Đây có gì bên này không? À, đây đừng có quá. Ok, đánh xuống lên. Lùng game hiện đây. Lùng game nhỉ.
cần lưu game chứ không phải lấy súng. À, mình hoàn thành chỗ này luôn rồi. Ghê. Ok. Một tay mà anh bò nhanh hơn cả cả chân nữa. Phải bỏ tay lên đi. Cái phải đạn. Lock in, lock out. Này giống như là yeah, giống như kiểu thời gian qua, thời gian vô ấy. That's odd. What has Lucy been doing here so late? À, sao cái đó, cái này là một dạng nói chung là thanh niên này, nhìn thanh niên này hiểu rồi chứ mình có hiểu đắt đâu. Ở đó chi vậy? Đồ má mày. Má mày. Trời ơi. Con nạn vậy? Mẹ con chuột con nạn. Thế mình đếm mà. Sống gần. What the fuck? Nó giống mặt đất vậy? Đi theo dấu mũi tên, trước khi đi theo dấu mũi tên thì mình cần quay lại nha, cái góc ở bên này. Yeah, đúng như mình nghĩ, may mình chưa đi. Ok, hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra như đây. Yeah. Rồi, mình thấy cái đống đạn mới thấy rồi, rồi chuẩn bị nha. Ngay là có thế nào cũng có một con, hai con zombie hôm nay. Cái đống đạn này là nhìn là biết liền. Chuột. Úi dồi ôi, nó cắn mình chưa? Nó cắn mình rồi, mẹ cha nó chứ. 2, 3, 4. Chỉ để con đạn ta. Đạn. Tìm phát coi. Vaccine nó không hủy diệt được cái con bọ đó. Nó dậy. Rồi, mình nghe có tiếng chuột sau đây rồi. Mẹ mày. Đạn rồi. Ôi hết đạn rồi đó. Ê. Nó thấy mình được cả cha. Qua đó. Có gì nữa thôi. Mình sợ luôn. Phải sợ. Oh fuck. Ôi. Đạn rồi. Đây có đạn không? Ok, qua được màn rồi. Qua màn được là ngon. Úi dồi ôi, đạn sụp gần đầy thế. Quần đây chắc phải đông lắm nè. Đồ má vừa ấy vừa đạp đạn hả? Thêm bộ, thêm chỗ cho inventory rồi. Ngay khi mình mở này là mệt đấy. Mình nói chung là ngay khi mình mở cánh cửa này ra là mệt vãi đái không nè. Rồi sao đây ta. Nên kế hoạch công tám hướng à. Ok, mình chuẩn bị nè, mình sẽ lên đây. Rồi, thằng nào đầu tiên? Mày. Ôi dồi ôi, đông quá, bình tĩnh mấy anh ơi, bình tĩnh nào mấy anh, đi một vòng qua,
ghi một vòng ấy, nhét đạn vô. Ôi ý nó mở thì kìa, nó mở thì chạy thôi. Nó mở thì chạy thôi. À, mình ở lại solo tụi nó chi vậy trời. Ờ à, đúng hả à, em điên rồi. Nào mày thích, mình không biết sao mình lại muốn lại ở lại solo tụi nó chi. Ok mình có thể chạy. Có vaccine rồi bên này. Ôi dồi ôi, đông quá. Thôi bỏ đi. Ôi dồi ôi, sao mấy anh đông vậy? Ôi, có đạn rồi. Mình cần một liều vaccine và chạy. Vừa kịp. Cũng đạn mãi. Quá wow, có đạn rồi. Mấy anh ơi bình tĩnh nào, mấy anh ơi em biết lỗi rồi bình tĩnh mấy anh ơi. Ôi dồi ôi, mấy anh đông và lờ. Mình không nghĩ sao mình chạy được rồi. Ý qua màn đúng không nè. Ok bây giờ là mình không cần phải bắn, mình qua màn luôn. Khi đó đúng là mình nên chạy chứ không nên ở lại. Ở lại là ăn kích luôn. Để mình bò xung quanh. Ui fucking shit. Ê mở đâu tụi mày đông thế. Là mình không có đạn nữa. Nhất là mình không có đạn nữa. Chạy thôi. Rồi. Chết. Giờ sao đây? Đạn thì không có. Ok. Ôi giời. Từ, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Mình không có đạn. Chứ không có một viên đạn luôn. 1, 2, 3, 4. Rồi đây địt mở cái cục gì mà to thế, cục mẹ gì mà to thế này, mẹ gì đây. Mày đã chiếm hết chỗ con mẹ rồi. Cái súng, cái viên đạn mà to vậy. Để coi đi này nè. Ok vậy là nó nói trong đây là có một cái sự thay đổi lớn về cái vật thí nghiệm, và nó có vẻ như đã nó đã có kháng thể, nhưng mà đồng thời nó cũng gây ra được hiện tượng ma quái. Cái vật thể này, cái đối tượng này thì rất là một, có thể là một thiên tài trong ấy, trong việc tính toán và vật lý và toán học. Chết ngay lập tức à? Nó cần phải kiếm một cái vật chủ để có thể sống sót. Này nó rất khác với người thường. Có nghĩa là đây là một món quà. Nó giống như kiểu trong ngàn người có một người có khả năng có kháng thể kiểu thế. Kháng thể chống được virus đấy. Nhét vô được không? Không, sao mình muốn nhét vô vậy? Ôi ôi, hết hồn. Ai? Ôi ôi, anh ơi. Ôi ôi, mình cần vaccine. Cần vaccine gấp. Chết mẹ rồi, nó bò tới não rồi. Vaccine. Đừng bò nữa. Lên vãi cứt. Ôi dồi. Lại đây. Mày lại thấy. May mà chạy.
Ôi dồi ôi, thấy anh rồi nhá. Đạn, 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 đạn. Yeah. Woo. Woo. Này đi. Úi, à, dạ, dạ, bình tĩnh nào anh, bình tĩnh nào. Ôi dồi ôi. Thông đít này. Lưu game, lưu game, lưu game. Rồi, nó mở cái gì đó mình không biết. Cứ qua đó coi. What? Vậy bên này để có gì à? Tốn đạn thôi à? Ok, đây chúng ta có gì nè. Alo. Alo, alo mấy chế ơi, bình tĩnh. Ô, chắc mình phải bỏ đám này thôi, không đủ đạn đâu. Bỏ đám này mà chạy thì... Yeah, 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 mấy anh đã mắc lừa của em rồi. Ở đây có đạn nè. Đấy, một bao đạn đó. Đây, nó. Một bao đạn ở đây nè. Ôi dồi, khó phết. Ủa cái cục gì vậy? Mình bỏ quên cái khẩu súng nào hả ta? Đó là cục đạn bự. Đạn siêu to khủng. Từ từ. Có súng không? Mẹ. Ôi chết mỡ rồi. Chết mỡ rồi. Ôi dồi. Chắc chắn là ván này có súng mà mình không biết. Thì mình bỏ lỡ một khẩu súng hả? Mà hết đạn, hai khẩu súng hết đạn luôn. Ok, mình nghĩ là mình làm sai đâu rồi nên mình sẽ nghĩ là mình nên chơi lại một đoạn đi ha. Xin luôn. Đây rồi. Nó nằm ngay đây mà mình để biết. Súng gì vậy? Súng gì vậy? Má cái cỏ quả đạn cối thế. Gì đây? Vậy mình có thêm khẩu súng mới. Play gun for outdoor ammunition only. Ok, nó ngắn mà nó khó. Nó vừa ngắn mà nó vừa khó hiểu nữa. Nói chung là mình đọc không hiểu rồi đó. Dùng cho emergency là khẩn cấp thôi. Lúc khẩn cấp mới được dùng thôi. Còn lại để được dùng đâu. Bây giờ mình có 3 khẩu súng luôn. Cái đạn cối vãi nồi. Mình xuống kia mình test thử ra nè. Test thử khẩu này ra. Ok. Rồi, nói chung là mình kiếm được khẩu súng rồi, ngon rồi. Giờ mình xuống đây mình test khẩu súng rồi nè. Ngay khi mình mở cánh cửa này đã là ừ. Ôi dồi, gãy hả? Gãy hết luôn. Holy fuck, nó sướng. Oh. Một vị. What, trên kia một đường, dưới đây một đường nữa hả? Vậy là hai đường à? Nó cối vậy đấy. Vậy là mình có hai đường luôn. Để mình chạy bên kia mình thoát được. Đi đường này. Xong. Bãi đạn. Ôi dồi ôi. Gần quá rồi đấy. Đáng lẽ game nó phải làm cho mình là cái gì ta? Là mình là mình phải đi đến một cái đoạn nào đó để lượm được cái khẩu súng này, có nghĩa là nó ngay cái đoạn mình đi á, chứ nhiều khi lỡ khi mình speedrun quá mình bỏ quên như cái hồi vụ hồi nãy nữa rồi cũng mệt thiệt đấy chứ. Quay lại lấy, không là bạn chết, không là các bạn phải cần cái khẩu này, bạn buộc phải cần cái khẩu này, không không có là cũng mệt đấy. Mẹ nó đây bây giờ buộc phải dùng.
À, hết vaccine được rồi. Ôi, ôi, má ơi. Đứng người đó em không thấy anh. Đỡ rồi, cổ lên. Chạy, anh không thấy mình. Ai. Ôi, 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 mình. Anh một viên này. À, ở dưới đây có chuột nha. À, hai con. Đi, còn mở tốn đạn vãi nổi. À coi kìa, lên tới đảo mình rồi kìa. Chỉ con mẹ nó. Cây vải đái. Đi, còn mẹ nó vẫn cắn được. Cắn chết mẹ tao luôn đi. Má, có một viên duy nhất mà bắn còn hụt nữa. Cây. Cây vải trứng thái. Mẹ nó. À, nó gần tới não mình rồi. Máu không? Ồ, oh, vừa mừng quá. Ồ, oh, ồ, oh, oh, thái được cảnh chết, chết yếu rồi. Nó mở một cửa rồi, tao thấy đạn nữa. Mày biết được dưới đó có cái gì được. Đây chưa? Rồi. Alo. Ok, qua màn, qua màn. Ok. Woo. Ok. Nhạc thay đổi rồi. Có nghĩa là mình ngừng thoát ra rồi hay sao vậy? Hay chuẩn bị đánh boss? Ủa, đoạn này nhìn ghê thế. Má, tự nhiên nhạc thay đổi là mình ghê vậy nồi. Đây chúng ta có gì nè. Water, à, mấy đồ không được uống hoặc rửa. À, nói chung là nước bị nước bị ô nhiễm, không được uống hoặc rửa vậy thôi. Mình tưởng rằng mình đã chết ngay khi mình uống một khoảng. À, thì mình tưởng mình đã chết khi mà có một con lại nắm lấy cái cổ chân của mình. Đi chậm, nói khỏe và không được làm ra nhiều tiếng ồn. Có con gì kìa. Mình thấy có con gì á. Con gì đang nằm cái đó. Nó kêu mình đi chậm, nó khẽ. Nói chung là cũng quái mới hay sao á. Kìa. Ô, mình thấy cái bàn tay kìa. Ê vô. Ê vô, ghê vậy. Anh ơi, mẹ anh còn sống không? Liệt mẹ không có tiếng nhạc là mình sợ vãi đồi. Eo. Eo ui. Eo ui. Eo ui, eo ui, eo ui, eo ui, eo ui, ghê vãi đồi. Eo, đấy có tiếng nhạc nữa, mẹ là mình sợ vãi. Tìm luôn, tìm luôn, tìm luôn. Oh my god, má mình giật cả mình. Ô. Oh. Eo. Đồ má, nó quay tay lên mất cả hồn. Đi còn mợ thì ra rồi. Rồi mình hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy con đó nó nằm im. À đi còn mẹ. Ok ok, nói chung là cũng hiểu hiểu rồi đó. Đó là như thế đấy. À, sợ vãi kích. Thiệt, sợ thiệt, mình không đùa, mình sợ thật. Không đùa đâu, mình sợ thật đi chứ. Đó, nó giơ tay kìa. Nói chung là không được tạo ra tiếng động. À... Ok, đi từ từ, đi nhẹ nói khẽ. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Má ghê vậy. Ghê thật. Công nhận mấy con nó ghê thật chứ. Ghê vậy cứ. Ô may quá. Khó đấy, khó đấy. Càng ngày game càng khó rồi đấy. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Má nó ghê, cái này nó ghê vậy. Từ từ. Không có gì phải không? Lưu ghê. Có lưu ghê là mừng rồi. Oh my god. Hai anh. Anh là bên giật giật hết cả tim. Ok, có vaccine rồi. Mẹ nằm vất vưởng mãi. Có nghĩa là mấy con này chỉ có mấy con này giống như kiểu chết rồi nhưng mà thần kinh hoạt động, nó vẫn hoạt động hay sao ấy. Nhưng mà mình tưởng tôi là nó, khi mà mình tạo ra tiếng động là nó chỉ có phản xạ lại thôi, nhưng thực tế là nó chết rồi, kiểu thế. Mấy con nó kiểu thế đấy. Được vỡ tay kìa. Hết đạn rồi. Có bao nhiêu con đây? Chứ mình cũng gần hết đạn mẹ rồi. Xin chào. Hết đạn rồi. Còn đúng một viên duy nhất thôi. Lúc thì lắm đạn, lúc thì để còn viên nào. Cái gì đây? Bây giờ tôi cực kỳ tin vào việc bọn ký sinh này thì bọn nó vừa vừa ngu ngốc mà vừa thông minh. Nhưng mà nó rõ ràng là nó đến đây với một lý do nào đó. Khi mà tôi có thể tập hợp được những cái effect là hiệu ứng hả? Hiệu ứng infection hoặc vô thi cho những người có đáng có. Có nghĩa là nó sẽ kiếm được cái hiệu ứng làm cho những đứa mà có khả năng bị gọi là giống như cái bú thần của Thô, những người được lựa chọn ấy. Có nghĩa là những cái con virus này cần có những cái cơ thể được lựa chọn thì không có một ai có thể ngăn cản được mình, và mình là người được chọn. Ai cơ? Nếu như không phải là mình. No. Rồi biết là mình làm tất cả mọi thứ để cho mục tiêu về khoa học, và đương nhiên đó là mục đích của mình. Vì cầu nguyện cho gì chứ, chú Clo gì đó, đó là cái chú của khoa học. How could I have been wrong? This thing is trying to kill me when I should have been its host, its ally. Tại sao mình lại sai được? Cái thứ này đáng lẽ nó phải bảo vệ mình. Mình là đồng đội của nó mà. Kia nhà thanh niên này mù quáng vậy. Mẹ mày. Vẫn rít được một rít máu của mình. Xin rồi. Có đã đạn flare nè. Dùng đạn flare chưa? Không có tiếng rên rỉ luôn mà. Mà màng luôn.
vai anh. Rồi nó phải bò qua anh à. Nó đang ngủ kìa. Tiếng ngáy to thế. Má nó đang ngủ kìa. Rồi, má ngủ to thế. Ê! Hai. Rồi mình đoán là khúc này chắc chỉ còn có mấy con này thôi. Cố gắng vượt qua nè. Ồ, đít anh thơm. Má nó ngủ kìa. Không có tiếng mình mới nghe được cái tiếng nó ngủ ấy, bại đái thật. Nghĩ to vãi nồi. Chắc mang này là mấy thằng dạng như kiểu men rượu chết rồi đúng không? À đồ. Boss à. À đi mẹ boss kìa. Ôi ôi, boss rồi. Mình cần một chỗ lưu game. Bị đánh boss rồi các bạn ơi. Đồ mà boss kìa. Ôi bốn con boss luôn đấy, để đùa. Cái đó tao đều thấy. À, mình cần một chỗ lưu game, lưu xong rồi mình thích làm gì làm. Ơ, qua màn được nè. Thì mình đâu cần đánh tụi nó đâu hả? Mình quay lại một chút nữa. Tao mình còn thiếu nhiều. Xin nè. Mình nghe thằng cha làm game lồng tiếng ngủ ổn trong đây hay sao chứ. Ồ, có thêm một slot à, may mà mình quay lại kiểm tra. Sao đây các bạn, có nên chơi thử một con boss không? Xin che, có gì đó sai rồi, tất cả nó quá bất ngờ. Mấy cái con khỉ bắt đầu đấm vào cái kiến cường lực. Nếu như tôi không đóng cửa thì nó có như thế không hả? Nó khác thì nó đang hoảng loạn. Giờ thì mấy cái tên nhân vật, mấy cái tên bảo vệ thì bắt đầu gục rồi. Hắn, ôi dồi ôi, hắn đang đột biến. Ôi chú ơi, cái gì thế này? Shinter, cậu ở đó không? À, vậy là mấy con này là mấy con khỉ bị đột biến á hả? Okay. Mấy con này là mấy con đột biến. Bên này có gì? Ít đạn nè. Ồ, một con bị trốn thoát rồi này. Có một con. À fuck. Mẹ nó. À rỉ được mình rồi. Nạn thật. À rồi, ok. Vậy là có một con trốn thoát nè. Đây nè, cái cửa này mở nè. Vậy là một con trốn thoát rồi. Ok. Rồi xong luôn. À lỡ tay. À, tự nhiên lỡ tay bắn nè. Rồi, ngay khi mình qua màn mới thì mình sẽ ngưng video tại đây. Mình chơi nãy giờ đường tiếng máy rồi đó. Có lưu game được. Sint, what in God's name's happened to you? Never mind, there's no time. The airlock is broken from this side. If you could just open the... If I let you out, those things will get out as well.
I don't think it's a very wise risk to take. No, no, please! Tell me what you know about the outbreak, Pravi. Well, I saw one of the airtight containers. We used to transport the specimens by the decontamination chamber. Someone intentionally released the parasites through the oxygen system. So it was premeditated. It's rather fortunate that we had your vaccines then, hmm? What are you implying? Only 3 people in this facility had access to my research. And if it wasn't Lucy, and it wasn't you... You think I let them out? You were the one considering a mass infection! You got what you wanted, didn't you? May the gods have mercy on you, Pravi. Oh, no, wait! Oh, wow! Holy shit! Eo, mình muốn nhìn thấy cái đại cảnh đó. Oh, wow. Ok, bọn nó là bị mù nhưng mà bọn nó rất là gọi là có khả năng nghe rất là đỉnh. Ok, mình sẽ ngưng video ở đây. Cảm ơn các bạn. Holy fuck. Wow. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video Phước Béo tại đây. Rồi ok, mình hiểu rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video Phước Béo tại đây. Đây là Endo Parasitic. Mình sẽ ngưng video tại đây. Mình chờ chắc gần tiếng rồi. Edit cũng chạy lâu. Bấm like game này nhé và share cho các mọi người khác biết nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sắp sắp thôi. Out. Bye bye. Ciao ciao.